Trong dòng nhạc dân ca Nam Bộ và nhạc cải lương đã khiến nhiều người thêm yêu thích dòng nhạc này, và nhất là với những người lớn tuổi lại càng thêm xúc động vì dòng nhạc dân gian mình yêu thích không bị thất truyền. Hãy cùng Bí ẩn Kinh Hoàng điểm qua 12 nghệ sĩ cải lương được yêu thích nhất hiện nay. Tôi lạnh lắm gió đông ơi, tôi nhổ sào cho ghé chiếu trôi xuôi, lòng nặng trĩu một nỗi sầu tê. Của nghệ sĩ Úc Trà Ôn. Nghệ sĩ nhân dân Úc Trà Ôn chính là cha của ca sĩ Bích Phượng, ca sĩ chuyên dòng nhạc dân ca Nam Bộ. Nghệ sĩ Úc Trà Ôn không chỉ được yêu thích bởi các vở cải lương nổi tiếng, mà ông còn thu hút khán giả qua các bài vòng cổ. Ông cũng chính là người lập nên gánh hát Kim Thanh, gánh hát nổi tiếng gồm các nghệ sĩ cải lương tên tuổi như Kim Chưởng, Thúy Nga và Thanh Tao cùng làm giám đốc. Năm 1997, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân và qua đời năm 2001 tại thành phố Hồ Chí Minh. Các tác phẩm tiêu biểu của ông trên sân khấu cải lương là Tuyệt Tình Ca, Nạn Con Rơi, Kiều Phong, A Tỷ. Tôi không có gì nể ai đâu, cũng có phần chứ. Cái ngày tôi lận đận ở Sài Gòn này, cũng nhờ anh với chị cho đến lúc tôi làm cò. Từ ngày chú làm cò. Nghệ sĩ Phượng Loan. Trong 2 năm gần đây, 2014-2015, Phượng Loan liên tiếp giành được giải nghệ sĩ cải lương được yêu thích nhất của HTV Awards. Trong năm 2007, Phượng Loan vừa được danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, vừa giành giải Mai Vàng, chỉ còn được HTV Awards trao giải cống hiến vào năm 2013. Tất cả những thành tựu này đều là món quà quý giá và hoàn toàn xứng đáng với Phượng Loan, khi chị luôn có tâm với nghề, không ngại diễn những vai xấu xí và cả vai nam. Các vở diễn của chị gây dấu ấn có thể kể đến như Loài Hoa Không Tên, Hãy Yêu Nhau Thật Lòng, Huyền Thoại Tình Yêu, Đêm Hồi Long Trì. Nghệ sĩ Cẩm Tiên. Với các vở diễn nổi tiếng Trên Đỉnh Yêu Thương, Hãy Gọi Nhau Là Cố Nhân, Ánh Sáng Tình Yêu, Cẩm Tiên, hiện là nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên, đã đạt được rất nhiều tiếng vang cả trong lẫn ngoài nước trên sân khấu cải lương. Thành công của cô là hoàn toàn dễ hiểu khi Cẩm Tiên đã bộc lộ tình yêu với vòng cổ từ năm 2006. Cô thậm chí đã từ bỏ ước mơ làm giáo viên để theo đuổi âm nhạc. Không chỉ nổi tiếng về khả năng ca hát, Cẩm Tiên còn được biết đến với các hoạt động từ thiện như tặng gạo cho dân nghèo ở Tiền Giang. Nghệ sĩ Diệp Lan. Diệp Lan là nghệ sĩ cải lương có đóng góp nhiều nhất cho nền ca nhạc nước nhà. Năm 1993, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và tiếp theo là nghệ sĩ nhân dân năm 2003. Ông còn là thành viên ban chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 20 năm. Diệp Lan được yêu thích qua các vở Tìm Lại Cuộc Đời, Hội Đồng Dư, Người Anh Khác Mẹ. Ông cũng rất nổi tiếng với các kiều bào ở Tây Âu, Pháp và Úc. Nhưng hiện tại do sức khỏe, ông chỉ tham gia các vai diễn nhỏ trên sân khấu và đã thôi đi hát. Nhìn tôi lạ lắm sao? Hả? Bà thù tôi lắm á. Mày phải vô lý cho bà to. Đồ ly, ly lộn. Nghệ sĩ Phượng Liên. Hiện nay nghệ sĩ cải lương Phượng Liên đang sống cùng chồng ở Mỹ. Cô có thể nổi tiếng hơn với các khán giả âm nhạc hải ngoại. Nhưng với nhiều khán giả cao tuổi, cái tên Phượng Liên vẫn là một cái tên đáng nhớ. Phượng Liên ban đầu không thích ca hát, hay đúng hơn là bà chỉ thích hát ca vui và hát nhạc Âu là chủ yếu. Sau một lần hát vọng cổ trên đường quá hay, bà được phát hiện tài năng và thuyết phục hát vọng cổ. Sau khi đấu tranh cùng gia đình để theo nghiệp hát, Phượng Liên nổi lên như một hiện tượng và lập tức sánh ngang cùng các ngôi sao thời bấy giờ. Trước khi theo chồng định cư ở nước ngoài, bà đã đạt huy chương vàng giải Thanh Tâm cho vở Người Nhàn Trắng. Nghệ sĩ Ngọc Dầu. Tuy xuất thân trong gia đình bần hàn cơ cực, nhưng nhờ giọng hát trời phú cùng đam mê ca hát, Ngọc Dầu nhanh chóng được tham gia, dù là vai diễn nhỏ nhưng khá thường xuyên ở các gánh hát gần nhà. Sau khi tham gia đoàn hát Kim Chưởng và đi khắp nơi biểu diễn, Ngọc Dầu được ký hợp đồng cùng hãng đĩa châu Á, hãng đĩa lớn của Sài Gòn bấy giờ khi chỉ mới 14 tuổi. Thành công đến từ sớm nhưng không làm Ngọc Dầu lơ là sự nghiệp. Bà miệt mài đi hát và được đông đảo quần chúng mến mộ, nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú khi mới 34 tuổi và nghệ sĩ nhân dân năm 2011. Ngọc Dầu đã có cho mình một gia tài đồ sộ với hơn 100 vai diễn, 50 sân khấu và hàng chục phim nhựa. Đêm gần nào thương qua
một dòng sông. Nghệ sĩ Ngọc Huyền. Ngọc Huyền là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Cô đặc trưng bởi hai lúm đồng tiền trên má và mái tóc đen dài. Ngọc Huyền từng đạt nhiều giải thưởng lớn trong nước, nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và đánh giá là người đưa cải lương bứt phá khỏi các khuôn mẫu cũ để tiếp cận nhịp sống của thời đại. Cô có giọng hát ngọt ngào, thể hiện qua sự mến mộ của khán giả. Suốt một thời gian dài, Ngọc Huyền đã thường xuyên xuất hiện ở các kênh truyền hình, trong những chương trình cải lương và các sân khấu lớn trong cả nước. Nghệ sĩ Bạch Tuyết. Nghệ sĩ Bạch Tuyết là một nữ nghệ sĩ cải lương danh tiếng được mệnh danh là Cải Lương Chi Bảo. Bà cũng là tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên của Việt Nam, được nhà nước Việt Nam tôn vinh danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Từ thuở còn đi học, bà đã bộc lộ năng khiếu ca ngâm, thường được các thầy cô đưa lên trình diễn trong những đêm văn nghệ. Một cô mẹ năm 9 tuổi, bà đã bắt đầu đi hát ở những nhà hàng ca nhạc bằng những bài tân nhạc như Nắng Đẹp Miền Nam, Làng Tôi, Tiếng Còi Trong Sương Đêm. Nghệ sĩ Minh Vương. Ông Hoàng nhạc cải lương Minh Vương chính là người bạn diễn ăn ý của nữ nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy, giành kỷ lục Guinness cho cặp đôi đóng chung lâu năm và ăn ý nhất năm 2008. Vì những đóng góp của mình trong suốt 30 năm đi hát, năm 2007, Minh Vương được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Cũng giống như nhiều nghệ sĩ cải lương có tên tuổi khác, khi dòng nhạc cải lương dần mất đi sức hút với thế hệ trẻ hiện tại, Minh Vương cùng vợ ra nước ngoài biểu diễn cho kiều bào và được đón nhận nồng nhiệt. Cánh vàng nhụy cùng vàng luôn, vậy mà hễ vắng lâu thì trong bụng thấy buồn, chắc là mai mốt tôi về ở luôn đó. Nghệ sĩ Kim Tử Long. Nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Kim Tử Long không chỉ đóng góp công sức vào dòng nhạc cải lương mà anh còn cất cao tiếng hát trong thời kỳ tân nhạc. Kim Tử Long đã rất xuất sắc qua các vở cải lương nổi tiếng như Người Đẹp Bến Tiền Châu, Y Ban và Nàng Tiên, Phụng Nghi Đình. Năm 1992, ông cùng nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền được giải đôi diễn viên được yêu thích nhất, huy chương vàng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1995, gương mặt nghệ sĩ tài hoa năm 2000 và giải Mai Vàng năm 2003. Đâu đây sao cứ ngỡ bước chân người tìm về giữa đêm buồn. Nghệ sĩ Lệ Thủy. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy chính là nghệ sĩ lớn trong làng nhạc Việt Nam. Có thể nói bà cùng Vũ Linh chính là hai cây đại thụ trong dòng nhạc cải lương mà các nghệ sĩ trẻ cần cố gắng học tập và theo đuổi. Lệ Thủy xuất thân từ gia đình nghèo khó và đi hát từ năm 10 tuổi. Từ việc ngâm thơ nơi hậu trường đến làm kép con, đào nhì, Lệ Thủy dần có thêm kinh nghiệm và tiến bộ vượt bậc để nhận những vai chính. Năm 16 tuổi, bà là nữ nghệ sĩ trẻ nhất đạt giải Thanh Tâm và cho đến giờ bà đã nhận không ít các giải thưởng danh giá. Trong đó có kỷ lục Guinness Việt Nam 2008, cho đôi bạn diễn lâu năm và ăn ý nhất cùng nghệ sĩ cải lương Minh Vương. Và năm 2013, bà được giải nữ nghệ sĩ cải lương được yêu thích nhất của HTV Awards 2013. Anh đã đi rồi mang theo đàn bướm trắng, còn hẹn mùa này năm tới sẽ tìm nhau. Nghệ sĩ Vũ Linh. Với nhiều khán giả trung thành của dòng nhạc cải lương, không thể không biết đến nghệ sĩ cải lương Vũ Linh với các tác phẩm nổi tiếng Hồng Vòng Phu, Dù Áo Bụi Đời, Lương Sơn Bá, Cô Đào Hát. Nghệ sĩ Vũ Linh đã gặt hái được không ít giải thưởng trong sự nghiệp ca hát và diễn xuất của mình. Phải đến sau 15 năm ca hát, Vũ Linh mới đạt được thành công trong sự nghiệp. Trong suốt 10 năm từ 1989 đến 1999, Vũ Linh liên tục đạt các giải thưởng như nghệ sĩ cải lương được yêu thích nhất, nghệ sĩ ưu tú, diễn viên được yêu thích nhất. Sau này ông còn tổ chức đi hát ở hải ngoại và rất được yêu mến. Là người bán nắng sâu nghĩa nặng, anh phải tôn thờ suốt một đời anh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ bấm đăng ký để xem những video mới nhất nhé.